Dạ vâng, em xin chào các bác ạ. Hôm nay em lên sóng 4 cặp loa hàng của Mỹ Xịn này, đây là hiệu Community. Đó gồm 6 cặp loa cũng như là có một chiếc em đã tháo Icon ra sẵn rồi. Đó, như chiếc này là rất là đẹp các bác ạ. Loa cũng còn đẹp nữa. Hiện tại là một chiếc là sở hữu 6 loa bass và 6 loa chép nha. Các bác nhìn này, những hàng loa chép của loa đây rất là đẹp cũng như là hàng độc lạ luôn. Đó, loa chép này thiết kế cũng như là lần đầu tiên em gặp luôn đó các bác. Này, rất là độc và dị ha. Còn bên trong là 6 con loa bass này. Đó, 6 loa bass đây. Đường kính là 8 đến 10 cm nha. Đó, 6 loa bass này đánh tiếng hay nó có bác ạ, cùng với lại những cái giải chép của loa đây này, 6 con loa chép luôn. Đó, một cây loa là sở hữu 12 nha, 12 chiếc loa cùng 6 loa bass và 6 loa chép. Còn ở phía bên trên đây là những chiếc tem này các bác. Đó, tem này đây này. Ở đây nó có ghi này. Đây là 2011 nha. Đây là đát này, đát 2011. Có nghĩa là 12 năm rồi. Còn phía bên trên đây nữa là tem này, Community ENT 206. Đó, chở kháng là 6 ohm. Chở kháng là 8 ohm nha các bác. Đây là USA này, in the USA này, xịn ngủ Mỹ nha. Đó, xịn ngủ Mỹ luôn. Bên đây cũng vậy. Này con một chiếc em đã tháo cái nắp chụp của loa la sẵn rồi, đây là nắp chụp để đại vô miếng này nha. Khi mà các bác câu dây đó, các bác tháo miếng này ra, cắt đi hay hoặc là mình lòng dây vô đây mình câu cũng được. Đó, nó có một cái lỗ này, nó có một cái khe này để mình lòng dây vô nha. Nó có những cái khe này, có những cái khe nó có còn lỗ và có những cái khe nó bị bẻ này, như chiếc này bị bẻ rồi, nhưng mà không sao đâu, mình cái miếng này không có ảnh hưởng đến chất âm cũng như là nó không có quan trọng gì hết ạ. Này 8 ohm này các bác. Đó, in the USA nha, nhập xịt của Mỹ luôn, được sản xuất vào năm 2011 này. Đó, nguyên đát của nó đây các bác ạ. Đó, em đang có khoảng 4 cặp này và ngay sau đây em sẽ test cho anh em nghe nha. Test cho anh em nghe một đoạn cũng như là thử micro luôn. Con này đánh tiếng hay đúng không các bác ạ? Này, em sẽ test một đoạn nha. Đó, trước khi test em sẽ alo. Alo cho các anh em nghe một đoạn này. Đây là micro của em đây. Này, alo tiếng nha. Lô 1 hey 5 6 7 1 hey 3 4 5 1 hey 6 7 1 hey. Tiếng video nghe dày lắm, đặc biệt là khi mà anh em hát karaoke là trên cả tuyệt vời luôn. Tiếng rất là dày trên cái dòng loa của Community Mỹ Xịn nha. Ở đây có một cái hiệu này anh em này, đó, hiệu Community đây nha. Đó, bên trong là loa như chiếc em đã gửi mở ra rồi. Và em sẽ tiếp một đoạn này. Đó, nghe hay lắm các bác ạ, nghe rất là hay trong tầm tiền. Đó, vừa đi sang và chất âm vừa sạch sẽ cũng như là tiếng chép của dòng loa Community này đã nghe rất là nảy nha, rất là sáng cũng như là chi tiết luôn. Với giá thành là 4 triệu 700 ngàn đồng cho một cặp loa hàng Community Mỹ Xịn nha các bác. Đã sở hữu là 12 loa trên một thân cây. Đó gồm 6 loa bass và 6 loa chép này. Đó, hiện tại em đang có khoảng 4 cây. Anh em mua về hát karaoke cũng được hoặc là làm quán cà phê. Đó, treo xung quanh quán cà phê mình nha, đánh tiếng rất là hay rồi. Đó, Community hàng Mỹ Xịn nha, giá là 4 triệu 700 ngàn một đôi. Và các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781.
em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.